Cái này mình đo được nhiêu ta? Cây này chắc tầm 2 mét đó chị, lùn hơn cây hôm qua xíu. Dạ, ngày hôm qua cũng có lên clip cả nhà, cây quá trời to luôn kia chứ. Rồi, cây này thì nó ưu điểm của nó là nút nụ nó nhiều cả nhà, và cái phơm tàn nó rộng nha. À, nút nụ lên tới trên trên cái chót lá luôn nha cả nhà. Chào cô chú anh chị, mình quay trở lại kênh của em nha. Rồi em tiếp tục đến vườn mai của chị Ngọc Lan này cô chú, để giao lưu với mình một số cái mặt hàng nha. Thì hàng này là hàng mai chơi Tết không nha cô chú mình. Dạ mong là cả nhà mình xem clip và ủng hộ cho bên vườn nha. Dạ em xin phép vào clip luôn nha. Chào chị Ngọc Lan nha. Rồi em chào chị nha. Rồi em chào cô chú anh chị thích mai vàng cả nước ạ. Hôm nay em tiếp tục tới là kênh giao lưu cô chú anh chị mình đô siêu bông Sài Gòn ha. Rồi Đại Lộc ha cô chú anh chị mình. Dạ. Rồi Nhị Ngọc Toàn nữa ha. Hôm nay mã số đầu tiên mã số 25 là một cây siêu bông Sài Gòn hết cô chú anh chị mà. Rồi, siêu bông Sài Gòn cả nhà, cây này thì nút nụ nó lên khá đều hết cô chú anh chị. Rồi. Đo thông số nha chị. Vành 19. Rồi. Cao 1m03. Tán ngang nó 95. Rồi. Rồi cái này em giao lưu cô chú anh chị mình giá 1 triệu đồng ha. Dạ, 1 triệu bao ship cho mã số này nha cô chú anh chị ơi. Số kế đến thì ở nhà mình 26. 26 là một cây siêu bông Sài Gòn tiếp tục ha cô chú anh chị mình. Rồi, Sài Gòn luôn cả nhà. Nút nụ lên khá là ổn ha cô chú anh chị. À, cây hồi nãy là mã số 26 nha cả nhà. Cây này 27. Này 27 ha, nhầm mã cô chú anh chị nha. Cây lúc vừa rồi ha. Cây này củ đế cũng khá đẹp này cả nhà. Vành 18. Rồi. Củ 43. Rồi. Cao 1m01. Rồi. Tán ngang là 90. Dạ. Rồi cái này em cũng dẫn vô luôn cô chú anh chị giá 1 triệu ha. 1 triệu cả nhà ơi, cây này đẹp hết cô chú anh chị. Rồi cái đến cả nhà ơi, 28. 28 là một cây siêu bông Sài Gòn tiếp tục. Sài Gòn cô chú anh chị ơi. Nè, nút nụ nó đã lên hết trơn hết cô chú. Và phơm là phơm cao nè, đế cũng có đế nha. Cái bò mắc ghép nó dài. Quanh 21. Nó liền đầu ha. Củ đế đặt đặt về được 44 ha. Dạ, cây này đế cũng khá đế nha cả nhà. Đây, rồi, thông số chiều cao ha. Cao 1m4. Ngang 1m5. Dạ nó to rồi, lắm. Cái này em giao lưu của chú anh chị mình giá 1,4 triệu ha. 1,4 triệu hả chị? Dạ. Ủa cái cây bưởi chảng có 1,4 triệu cả nhà. Cô chú mình tham khảo giùm em nha, siêu bông Sài Gòn luôn ha cô chú. Mã tiếp theo luôn. Mã 29. Là 29. Một cây đại lộc ha cô chú anh chị. Cái cây này nó bự cây, nó già cây mà nút nụ lên nhiều cả nhà. Đây ha. Nè. Quá trời nút nụ luôn. Đây là cái phần bệ đế ở bên dưới nha. Em thấy nó to lắm cô chú. Cái này em vô da chỉnh sửa ha cô chú anh chị mình. Dạ. Ôi là khô gốc vườn luôn. Mà cái cốt của nó cô chú mình thấy cái cốt của nó già cốt vô cùng luôn ha. Bự hơn cái móng tay, mấy cốt lực không. Nên là cái mấy cái hàng này cô chú mình sưu tầm về chơi bông nó đẹp lắm. Rồi, đo thông số rồi chị. Hoành thân 34. Dạ, đo dưới là được 34 nha. Không có đo tổng, mà tổng bự nha. Chiều cao được 1m. Dạ rồi. Tán ngang được 1m13 ha. Rồi. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 2,8 triệu ha. Dạ 2,8 triệu cây này luôn nhà mình ơi. Cây em thấy nó rất là ok luôn. Cô chú mình mua cây này chơi Tết là xứng đáng nha. Cây giờ chỉ có 2,8 triệu thôi, mà đặc biệt là cái dòng mai Đại Lộc mà già mùa nữa. Cái hàng này cũng mít nha cô chú. Rồi qua mã cả nhà mình ơi. Cái đến cả nhà. 30. Này nhìn không còn không? Dạ. Ồ cái cây nó lá nó bự cô chú anh chị ha. Còn lá xanh nha cả nhà, và nút nụ lên trời ơi nè. Thôi rồi cô chú ơi, quá tí rồi. Cây này hoành lớn luôn ha. Ừ. Chị đo em nha. Hoành 27. 27 hoành cả nhà ơi. Cao 1m18. Rồi. Tán ngang 1m. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 1,6 triệu cô chú anh chị mình. 1,6 triệu nha. Đối với những cái dòng mai này cô chú, mai giống mới nha, mà ghép vào cái phô mai tàn nó to như thế này thì cái giá này là quá hợp lý rồi cô chú anh chị ha. Rồi mình có nhu cầu thì mình alo cho chị Ngọc Lan nha. Thì cây là nụ là chơi Tết nhiều ha.
cô chú anh chị mình ở miền Bắc vẫn chơi được bình thường. Những cây này là cô chú mình ở miền Bắc là Vivu luôn nha. Rồi, 1,6 triệu thôi nhé cô chú mình. Rồi, tiếp theo luôn chị, 31 nha cả nhà. 31 vẫn là siêu bông Sài Gòn cô chú anh chị mà. Cây này phong cao nha cả nhà, siêu bông Sài Gòn ha. Thì cái cây này ghép là nút nụ nó lên rất là đều luôn. Trong nách lá là nó có hết nụ cô chú. Phom này là phom cao cho mình luôn nha. Ghép ở cái phom mai tàn cả nhà. Cái cốt ghép thì nó nằm ở chỗ này nè. Cô chú mình thấy cái cốt nó to ha. Tầm này thì nó tầm khoảng chừng 3 mùa ăn lên đó. Rồi mình báo hông số nè. Quanh đến này ủa? Nó ngược. Sao bự dữ vậy? 24 nha. Rồi. Cao 1m28. Tá ngang 1m05. Rồi xây giùm. Rồi cái này em giao lưu cô chú anh chị mình giá 1,2 triệu ha. Rồi 1,2 triệu cây bự trẻ. Cô chú anh chị ơi, cái này mình chốt ngay nha cả nhà. Cái đến luôn. 32 là siêu bông Sài Gòn tiếp tục nha cô chú anh chị mình. Rồi. Hôm nay thì lên cái hàng Sài Gòn cô chú anh chị mình nhiều ha, với lại là Ngọc Toàn nha. Thì những cái dòng này thì cô chú anh chị mình chơi Tết là bông là nó đẹp rồi cô chú anh chị, và nó thơm nữa nha. Siêu bông Sài Gòn bông cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị mình. Bông to nữa. Quanh thân 19. 19 quanh nè. Cao là 1m09. Ở trong lá là nó có nụ của chú giật cho thấy nè. Ngang là được 97. Rồi, rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá 1 triệu ha. Rồi là cũng chỉ là 1 triệu thôi nhé cô chú. Đó, giá mình hợp lý cho mình sưu tầm luôn ha. Đến cả nhà. 33. Vẫn là siêu bông Sài Gòn nữa ha cô chú anh chị mình. Cây này cái tàn nó cũng ấm ghê ha. Và đặc biệt cái lô này cái điểm nổi bật của nó là cô chú anh chị nó già cây nha. Nụ nó cũng ổn nữa. Ghép dài dữ lắm cô chú anh chị. Giờ hàng già cũng ít ha. Mình kiếm được những cái cây già mà giá tiền hợp lý như thế này thì mình chốt hả cô chú anh chị? Quanh 19. 19 quanh nha. Cao 1m09. Ừ. Tá ngang được 93. Dạ. Rồi cũng giá 1 triệu hả cô chú anh chị mà. Rồi chỉ có 1 triệu thôi cả nhà. Là bao ship tới nơi cho mình. Và đặc biệt là bên đây là đi kiện gỗ không nha. Nên cây của cô chú anh chị mình sẽ rất là đảm bảo ha. Tiếp theo luôn. Dẫn siêu bông Sài Gòn ha. Dạ. Hôm nay là nguyên một cái lô siêu bông Sài Gòn già mồ luôn ha. Và giá cũng rất là dễ chơi ha cả nhà. Rồi đây bông tàn nha. Bình thân 19. Cao 1m15. Bông mai tàn quý đơn giản nha. Tá ngang 95. Rồi cái này em vẫn giao lưu cô chú anh chị mình giá 1 triệu ha. Dạ 1 triệu luôn cả nhà. Nếu mà mình có ngụ ý á, mình mua hết nguyên một lô mình về mình bán sỉ lại cả nhà, thì bên vườn cũng có giao lưu ha. Cái đến luôn ha. 35. 35 cô chú. Là một cái bông Sài Gòn tiếp tục. Siêu bông Sài Gòn luôn ha. Vành điểm này 21 ha. Dạ rồi. Cao 1m15. Tá ngang 92. Rồi cái này giao lưu của chú anh chị giá 900 ngàn ha. Rồi 900 luôn cả nhà. Giá ưu đãi luôn ha. Cái đến luôn. 36 là một cây siêu bông Sài Gòn tiếp tục hết cô chú anh chị mình. Dạ. Đây cô chú, cây nào thì cũng đảm bảo là về cái phần nút nụ cho cả nhà mình chơi Tết nha. Thì nụ nụ kim có nè, nụ nụ lớn lớn xíu mình tép mặt hoa cũng có luôn nha cô chú. Thông số. Đây, cây này hốt thân hơi thấp nè. Ừ. Có dính dụng nè. Không dính. Nhiều. Hoành 27. 27 hoành cả nhà. Cao là 1m09. Tá ngang 1m. Rồi. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình 1,2 triệu ha. Dạ 1,2 triệu hả cô chú. Cây này thì cái tàn nó đầy đặn hơn nha. Cái tính cả nhà. 37 là một cây nhị ngọc toàn thôi cô chú anh chị mình. Rồi. Đó. Hôm nay là giao lưu cái hàng duy okay nhất chị có hai cây nhị ngọc toàn sắc lớn chà bá luôn. Dạ. Này có hai cây hả cô chú trong clip này ha. Mình có giao lưu được thì để giá yêu thương hơn nha. Hoành 28. Cao 1m08. Dạ. Nha 1m05. Rồi giá 1,8 triệu thôi cô chú anh chị. Dạ 1,8 triệu cô chú ha. Một cây bự chản như thế này luôn mà là giống mới nha cả nhà, nhị ngọc toàn nha cô chú. 37. 37 cả nhà. Vẫn là siêu bông Sài Gòn tiếp tục. Dạ. Hôm nay là lên hàng Sài Gòn nhiều hết cô chú. Ngọc nó phật. Hoành 19,5 tính 19 ha. Rồi. Cao 1m08. Ngang 1m. Rồi cây này giá 900 hả cô chú anh chị nè. Rồi 900 ngàn cho cây này luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 37 nha. Rồi cái đến luôn cô chú ơi. 38 vẫn là siêu bông Sài Gòn luôn. Bán ế quá cả nhà ơi. Hôm nay lên nhiều nhiều chút nha cô chú, cho mình dễ lựa chọn nha.
Như vậy thì những cái mặt hàng này để giá rất là yêu thương nha cả nhà. Cô vừa clip kêu gắn lên 30 cây để đủ tiền mua iPhone 16. Hoàng thân 20. Cao 1m25. Rồi. Tán ngang là 97. Rồi giá 1 triệu đồng hết cô chú anh chị mình. Trời ơi, cây này 1 triệu nha cô chú. Nhớ cái cây này giùm em nha, mình hốt ngay em này ha. Đến luôn hết cô chú. 39 là siêu bông Sài Gòn tiếp tục hết cô chú anh chị Dạ mình. rồi. Cây này cái form nó cao ha cô chú mình ơi. Ai thích form cao thì mình có thể lựa chọn em này nha. Và Cũng đặc nở. biệt là phần củ nở mà nút nụ là có hết nha cả nhà. Cái này thì cô chú anh chị mình cứ yên tâm về cái phần nút nụ ha. Cái Mình củ thấy thơm 26. nè. Đâu cái củ nữa chị. Củ nó nở cưng quá nè. Củ nở được 37. Đó, bự ghê không? Cao 1m30. Rồi. Tán ngang được 94. Rồi cái này em giao lưu của chú anh chị giá 1,5 triệu hả cô chú anh chị mình. Dạ, 1.500.000 cây này luôn cô chú ha. Kế đến luôn ha. 40. Vẫn là siêu bông Sài Gòn. Rồi. Rồi cô chú, nhất Em bán lộ trong clip hay clip em chắc mặt thời gian. nè. Thời gian vài tháng ha. Không, thời gian ngắn thôi. Rồi. Cô chú. Hoành 22. Rồi. Cao 1m15. Tán ngang 95. Rồi. Rồi cái này giá 1 triệu thôi của chú anh chị mình. Rồi, 1 triệu của chú anh chị. Rồi kế đến luôn cả nhà. 41. Là một cây siêu bông Sài Gòn của clip hay của chú anh chị mình. Dạ. Cây này cái form nó cao nha cả nhà. Cái này mình đo được nhiêu ta? Cây này chắc tầm 2 mét đó chị, lùn hơn cây hôm qua một xíu. Dạ, ngày hôm qua cũng có lên clip nha cả nhà, cây quá trời to luôn kia chứ. Rồi, cây này thì nó ưu điểm của nó là nút nụ nó nhiều cả nhà và cái phom tàn nó rộng nha. À, nút nụ lên tới trên trên cái chóp lá luôn nha cả nhà. Rồi. Cái cây này cũng nở nên với cô chú anh chị mình xem cái cám nó lên. Rồi để em gọi dưới cả nhà mình coi ha. Ờ, cái hoành thân nó to nha cả nhà, nó to sát vô cùng ha. Cái siêu bông này là siêu bông của chú Sáu Bình Dương của chú anh chị Dạ. mình. À, của chú Sáu thì là cái nụ nó đặc kẹo rồi cả nhà, nó ok lắm của chú anh chị. Nó khăn khắp đế luôn ha. Ừ. Hoành nó 34. 34 hoành của chú anh chị ơi. Nụ quá trời. Nó ngang nó được 1m4 thôi cô chú anh chị mình. Rồi, 1m4 là tán ngang ha. Rồi cây nệm giao lưu của chú anh chị mình giá là 6.900.000 thôi cô chú anh chị mình. 6 triệu 9 cả nhà. Trời ơi cái cây gì đâu mà nó cao Như như cái khu thông vực rồi. ở miền Nam mình là em sẽ ship xe giao chậu của chú anh chị mình luôn ha. Dạ. Như cây qua em cũng ship xe để chậu luôn ha. Dạ rồi ha. Rồi mình chào khán giả luôn chị ơi Rồi ha. cái này cũng là cái cuối clip em ngày hôm nay quá. Em cũng Dạ. cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip và chọn được cái may ưng ý về chi tết 2025 ạ. À. Rồi Dạ. xin chào, hẹn gặp lại ạ. Dạ rồi.